Ngày sao gì anh đây? Rìm đó mình lấy ấy nó khác. Thì hắn lấy 7 ngày. Ồ, gì anh ngủ ăn tiết. Cô cháy thế à? Dạ. Nè, nè, nè. Ngày sao gì anh đây? Rìm đó mình lấy ấy nó khác. Thì hắn lấy 7 ngày. Ồ, gì anh ngủ ăn tiết. Cô cháy thế à? Nè, 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 như mà đi vợ giờ ngay nhé, ngay nhé. Lại chó. Hai tiếng cười tiếng nói lạ, dịu dàng mùi thơm giấy mới. Cho tôi hát lại tiếng hát đầu. Thầy rất đau mà. Tiền cái hồ môn sao trên môi đời nghiệt ngã để nè, ăn cho khuấy nhé, phang ăn cho khuấy nhé. Phang ăn khuấy nhé. Bà ăn là ôi mua tiền nằm mua bán anh mua. Chú mua quạt nào ấy. Ăn bán nơi dưới. Ăn bán nè. Ăn cho khuấy nhé. Chồng lên. Ăn đi khuấy nè, ý ăn đi cả lo hỏi nhé. Nè. Anh thả át đi, áo đỏ không ấy nhỉ. Nó thông thị quá vậy. Át vô rồi, hãy vô át. Ui, toàn ngực tiết à. Toàn xoàng không ấy nè. Nè, hãy đi toàn xoàng ấy nè. Mấy trùng ngớp quá. Hả? Anh ấy trùng ngớp quá nè, mục nè. Nè, vâng. À tiết, anh nên toán nữa. Nè, cô ni vô tới đây nè. 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 Ê. Ê. Chua ấy. Nè, ta chúa chúa ấy. Con tên gì? Sài ca. Sài ca hả? Ừ. Ây ôi.
ai đi đâu hết trơn rồi vẫn quay à. Nên có lúa, có nghĩa là có ruộng. Vô băng ơi không ấy, lấy không ấy tay riêng nữa thôi mày. À đi. Ủa bắt đầu chín rồi nè. Sình không vậy? Nó ăn không? Đứa nào ăn cơm ăn, đứa nào ăn cơm? Vô bay vậy? Vô bay hay vô bắn? Nè, ăn bánh mì phải không? Với sớm sao trung nãy tụi nó đi dợt dợt múa gì đó, thành thử ra không thấy đứa nào ở nhà hết. Bữa nay thứ bảy mình nghĩ là tụi nó nghỉ ở nhà, để mà mình đem bánh mì vô cho tụi nó. Rốt cuộc tụi nó đi học